Sáng ngày 4 tháng 6, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021-2022 huyện Thủy Nguyên do đồng chí Nguyễn Văn Viển, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại 6 hội đồng thi là trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, Trung học phổ thông Bạch Đằng, Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão, Trung học phổ thông Thủy Sơn, Trung học phổ thông Quang Trung, Trung học phổ thông Lê Ích Mộc và một hội đồng thi dự phòng là trường Trung học cơ sở Lê Ích Mộc. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021-2022 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Theo đăng ký, toàn huyện có 3.102 thí sinh đăng ký dự thi tại 6 hội đồng thi với 131 phòng thi. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 2.970 học sinh. Qua kiểm tra cho thấy, tại các hội đồng thi đã tích cực chủ động triển khai đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện chuẩn bị chu đáo cho tổ chức kỳ thi đúng quy chế, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Các phòng thi đảm bảo đúng quy định về bàn ghế, đảm bảo giãn cách, điều kiện ánh sáng, quạt mát, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh và giám thị, niêm yết danh sách thí sinh, các nội quy quy định, phương án bố trí phòng làm việc cho hội đồng thi, phương án bố trí phòng làm việc cho hội đồng thi, phương án bố trí tủ đựng bài thi, đề thi và phòng bảo vệ đề thi an toàn. Các hội đồng thi đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đơn vị, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ kỳ thi, an ninh, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Bên cạnh đó, ngoài chuẩn bị tốt mọi cơ sở vật chất, trang thiết bị cho kỳ thi, các hội đồng thi cũng đã chuẩn bị vật tư y tế cần thiết để phòng chống dịch bệnh, bố trí các phòng thi dự phòng, trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn, thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ các phòng thi và phòng làm việc, phối hợp với ngành y tế cử cán bộ y tế cùng làm nhân viên y tế trường học đo thân nhiệt trước khi cho học sinh vào điểm thi. Sau khi nghe báo cáo về công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi và kiểm tra trực tiếp tại các phòng thi, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Nguyễn Văn Viển đã ghi nhận công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại các hội đồng thi được quan tâm chỉ đạo sát sao. Để kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông diễn ra an toàn đúng quy chế, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Nguyễn Văn Viển đã đề nghị các hội đồng thi phải thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối đề thi, bài thi, rà soát lại cơ sở vật chất, quan tâm công tác đảm bảo nguồn điện phục vụ kỳ thi, nên chủ động bố trí máy phát điện dự phòng. Ủy ban dân huyện đã văn bản chỉ đạo Điện lực Thủy Nguyên bố trí lực lượng trực tại các hội đồng thi để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, quan tâm công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, lắp đặt thêm các biển báo chỉ dẫn về y tế, an toàn giao thông, quan tâm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh và giám thị tại hội đồng thi. Bên cạnh đó, đồng chí mong rằng với truyền thống của các nhà trường trong tổ chức tốt các kỳ thi nhiều năm qua, các hội đồng thi sẽ tiếp tục thực hiện tốt các quy chế thi, đảm bảo sẵn sàng, chu đáo và phục vụ tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn huyện Thủy Nguyên diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.